Hoàng Hiếu, Ngọc Ánh. Xin chào quý vị đang cùng theo dõi chương trình tiêu dùng thông minh hôm nay. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với lựa chọn thông minh. Thưa quý vị, chúng ta thường hay có thể là nhầm lẫn giữa gương mặt trái xoan và gương mặt dài. Tuy nhiên là sẽ có những đặc điểm khác nhau. Ở chúng ta hay nói rằng là hàm răng mái tóc là gốc con người bởi vì khi lựa chọn một kiểu tóc phù hợp với gương mặt sẽ làm cho gương mặt sáng hơn và tự tin hơn trong cuộc sống và ngày hôm nay hãy bỏ túi cho mình những bí quyết để có thể lựa chọn những kiểu tóc phù hợp với gương mặt dài nhé à, anh Vinh ơi làm thế nào mà để phân biệt là người có khuôn mặt dài và người có khuôn mặt hình trái xoan à thì à, gương mặt hình trái xoan á thì nó là một cái gương mặt cân đối và nhìn nó có có những đường nét thanh tú và nó mềm mại còn những gương mặt dài thì cái đặc điểm nhận biết là gò má cao và cái phần trán của họ nó sẽ ngắn và nhỏ à, vậy thì với những cái người mà có khuôn mặt dài thì nó có dễ để lựa chọn những cái kiểu tóc phù hợp không anh à, nói những cái gương mặt dài thì họ thường hay gọi là những mặt kim cương thì nó cũng tương đối dễ thì đa phần những mặt kim cương vậy dài vậy mình sẽ chọn những kiểu tóc ngắn có thể phù hợp và cá tính nhiều hơn hoặc là cũng có thể để những kiểu tóc dài nhưng mà làm mái phòng lên Vậy thì những cái kiểu tóc nào mà chúng ta cần tránh với những người có khuôn mặt dài ạ? À? những cái kiểu tóc mà tránh với người có mặt dài á có nghĩa là mình đừng có làm một những cái mái mà nó quá dài thì cái gương mặt của họ đã dài rồi mình đừng có cố kéo rộng cái chiều dài của gương mặt của họ đó mình nên thu nó lại chẳng hạn như mình cắt một phần mái thưa kèm với một phần mái hai bên ngắn để cho nó có thể cân đối lại cái gương mặt của họ sẽ đẹp hơn. À, có những người thì họ là không thích để mái mà họ để tóc dài thì mình có cách nào để cho nó phù hợp với khuôn mặt của họ không anh? Mái lệch thì nó cũng sẽ che đi một phần khuyết điểm của họ khi mà nhìn xéo hoặc là nhìn thẳng trực diện. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với những thông tin của tiêu dùng thông minh. Thời gian trước thì người dân gặp nhiều khó khăn trong việc mua khẩu trang, nhưng vào thời điểm hiện tại đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, bởi lẽ hiện nay hầu hết các siêu thị khẩu trang được bày bán rất nhiều và có nhiều loại khác nhau để mọi người lựa chọn như khẩu trang thường, khẩu trang kháng khuẩn, loại 2 lớp, 3 lớp. Tùy theo loại sẽ có mức giá khác nhau, giá thành không quá đắt đỏ, lại có thể sử dụng được nhiều lần nên khá tiết kiệm, cũng không phải xếp hàng nhiều giờ đồng hồ như những ngày tháng 2 và tháng 3 vừa qua. Trước tình hình dịch bệnh, mọi người cần chú ý rửa tay bằng xà phòng trong ít nhất là 30 giây để phòng dịch COVID-19. Rửa tay nhiều lần trong ngày sau khi ho, hắt hơi, sau khi tháo khẩu trang, sau khi chăm sóc người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, sau khi tiếp xúc với dịch tiết mũi họng, ho hắt hơi của người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, trước các bữa ăn và trước trong khi chế biến thực phẩm, sau khi tiếp xúc với động vật hoặc chất thải của động vật. Khi không có xà phòng và nước sạch, có thể rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn thường xuyên rửa tay bằng xà phòng kết hợp với các biện pháp vệ sinh hô hấp vệ sinh cá nhân vệ sinh vật dụng dụng cụ và sử dụng khẩu trang đúng cách Khởi nguồn từ những chiếc đèn hộp vịt đã gắn bó với tuổi thơ, bộ sưu tập của bác sĩ Trần Văn Huy ở thành phố Nha Trang đến nay đã lên tới khoảng 300 chiếc đèn dầu cổ. Tất cả đều được ông kỳ công sưu tập suốt 20 năm qua, từ nhiều nơi trên thế giới. Ngoài các loại đèn dầu của Việt Nam, đèn gốm sứ, đèn bảo, đèn hộp vịt, đèn đồng vân vân, bác sĩ Huy còn sưu tập nhiều loại đèn của các nước Pháp, Anh, Trung Quốc, Hoa Kỳ vân vân trong bộ sưu tập của ông thì không chỉ có các loại đèn dùng dầu hỏa mà còn có rất nhiều chiếc đèn xưa dùng dầu lạc dầu ưu liêu để thắp sáng thể hiện được các thời kỳ phát triển của nhân loại có chiếc đèn nhỏ xíu để gọn trong lòng bàn tay nhưng có những chiếc đèn to, cao với nhiều màu sắc bắt mắt, hiện tại thì ông vẫn tiếp tục tìm kiếm để bổ sung thêm cho bộ sưu tập của mình và trong căn phòng dành riêng để trưng bày những chiếc đèn cổ ấy, ông còn có một góc riêng để trưng bày cho những chiếc bình vôi ăn trầu cũng khá ấn tượng. Dù bộ sưu tập có giá trị tới hàng trăm triệu, thế nhưng với những người sưu tập như ông Huy, giá trị tinh thần vẫn mới là quan trọng. Quý vị, nhựa cũng có thể phân thành nhiều loại khác nhau và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một công dụng đặc biệt từ những chai nhựa đã bỏ đi ấy, có thể tái chế thành những chậu hoa vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Hãy cùng tham khảo nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy cắt bỏ một phần của chai nhựa, chỉ cần lấy một phần ở bên dưới và tay cầm. Tiếp theo thì các phần trên của tay cầm thành những cánh hoa, sau đó thì cho đất vào bên trong, cuối cùng là cho cây vào trong bình nữa là xong. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành một chậu hoa dễ thương làm từ những chai nhựa rồi. Chỉ với một vài động tác nhỏ thôi là chúng ta đã góp phần bảo vệ môi trường rồi. Và đây cũng là thông tin cuối cùng của chương trình Tư dụng thông minh hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể theo dõi chương trình bằng cách truy cập vào website vtv9.com.vn hoặc về chính giải trí về chính online. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiêu dùng thông minh lần sau.